Mình sẽ vào cái chỗ ra điện gió cho anh em xem này. Trời ơi, lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên mình có cái trải nghiệm là mình đi vô đúng cái chỗ này luôn các bạn ơi. Từ từ nha. Xuống này nhẹ Đây những nha. ống điện gió này. Cánh quạt, các bạn thấy cánh quạt nó to không? Trời ơi, vãi cuồng. Trong này có nước. Thôi nước lầy, nước lầy, nước lầy. Xe này là xe địa hình mà sợ gì? Trời ơi, coi này. Đây, 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 từ từ nha. Để tôi lên là tôi trải nghiệm. Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm trên một con xe khác các bạn. Màu đây là chiếc xe Nissan, một chiếc xe bán tải rất là ngầu, một màu tím rất là mộng mơ luôn. Thì bên cạnh sự mạnh mẽ thì nó lại trang bị cho mình một cái màu rất là gọi là sao ta, hồng cánh sen các bạn. Đây, thì mình sẽ review cho bạn sơ sơ dòng ngoài nha. Đây là cái đèn phía trên, chớp 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 các kiểu, nhìn đẹp không? Thì trên đây là nó có cái kệ, cái rổ trên đây, thì để các anh em có thể để hành lý trên đây, để hành lý và để các vật dụng lên để mình đi bít bít đi vượt địa hình được các kiểu. Dưới này là nó cái móc, trang bị cho nó một cái móc này, một cái móc này để dùng để kéo hộ, kéo các xe sao ta, dụ như bị lầy đồ á thì nó có thể nó móc vào cái cột và nó sẽ dùng cái tời để nó di chuyển lên các bạn. Đó, nhìn rất là ok không? Hệ thống đèn phía trước nhìn rất là sang luôn. Titan, Nissan Titan nha, các bạn thấy dòng chữ Titan không? Nhìn nó rất là mạnh mẽ, rất là ngầu luôn. Và phía bên này thì nó có một cái thùng, một cái thùng này nó có nắp đậy nha, thùng này có nắp đậy. Phía sau này là capo hai bên, đó nhìn rất là ngầu luôn. Và cái cặp mâm, các bạn nhìn thấy cặp mâm là nhìn biết là cái độ mạnh của nó rồi, bánh xe rất là nhiều những gai phù hợp để đi địa hình rồi các kiểu. Chúng ta sẽ vào bên trong. Bên trong này thì các bạn nhìn thấy bên này cái hệ thống số đó, mình chẳng hiểu nó là hệ số như thế nào nữa các bạn. Đó, nhìn nó lạ lẫm cực kỳ luôn. Hình như ở đây là mình không biết, hình như luôn á đó. Đó, hai cần phía dưới này không biết nó làm cái gì luôn. Đó, ghế hai bên, ghế một màu đen kết hợp tông xám vàng, nhìn nó rất là sang trọng nha. Đó, đồng hồ thì cặp đồng hồ vận tốc và một cái đồng hồ gì nữa đây mình chẳng biết. Phía bên trên là nó có cái cần lẫy. Nói chung là nó như vậy thôi. Thì nó có một cái hệ thống radio, nó cũng khiêm tốn thôi, nó không lớn. Thì ở đây ngồi góc nhìn này thì mình bật cái nhìn chuẩn này, thì ở đây nhìn được cái gương. Thì trước mắt thì mình sẽ chỉnh lại một chút xíu ở phần cái gương các bạn. Không, không phải chỉnh gương mà mình chỉnh cái góc ngồi. Mình cho nó lùi về sau một chút xíu và mình cho nó đây. Hình như góc nhìn này nó không được đúng cho lắm. Rồi, mình để góc nhìn này đi. Còn như vậy là ok rồi nha. Vô lăng thì mình ok, chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm. Thì hiện tại mình đang đứng ở địa phận là thành phố Pleiku các bạn. Ở trong đây là một cái cửa hàng Scania, Scania các bạn thấy không? Rồi, giờ chúng ta sẽ lên đường nào. Thì mình sẽ tắt cái đèn này đi. Mình sẽ đi ra khỏi cái chỗ này các bạn. Đi này nhìn rất là ok nha. Để mình coi Google Map. Mình đang hướng đi mình đang hướng vào Sài Gòn nha các bạn. Vào Sài Gòn thì mình sẽ đi ra khỏi chỗ này. Đây, mình đi ra khỏi chỗ này và mình cứ quay đầu xe lại nha. Cái điểm cuối cùng mình là trong Sài Gòn này. Ok, lên đường thôi anh em ơi.
rất là mạnh mẽ luôn á. Đi nhanh. Chưa chi mà chú đã thử anh rồi. Ok, mình ve lại xíu cho mình nhường đường cho nó các bạn. Đi qua đây. Thằng chưa gì chưa. Rồi qua luôn. Mình sẽ qua chỗ đoạn này chứ không có nhường nữa. Tại nhường là nó sẽ đi lấn lên các bạn. Cái thằng này cho mày đi luôn. Lên. Trời ơi. What the hell. Trời ơi chưa vậy chứ. Nhưng mà các bạn công nhận sự cái sự mạnh mẽ của nó không. Nó chạy lên kia ngã banh cây luôn hả chứ. Rồi, mình test thử là cái sự mạnh mẽ của nó thể hiện như thế nào nha anh em. Hệ thống chuyển số cũng rất là ok. Đó, nhìn dòng sóc luôn các kiểu không. Trời ơi, phải nói là đi này ngồi cảm giác rất là cao nha. Wow. Amazing good job các bạn ơi. Trời ơi. Phía sau này. Trời ơi. Hôm nay là ngày thứ 7. Buổi chiều ngày thứ 7 nha các bạn. Nhưng mà trong cái hành trình này thì nó đang là 10 giờ sáng, 10 rưỡi sáng nha. Này thì nói chung là mình ngồi cao này nhưng mà mình cũng nhìn nó hơi bị khúc xíu nha anh em. Cũng được nha, cũng được nha, chẳng phải là đến nổi nha. Rồi lên. Đèn đỏ, đèn đỏ nữa. Lát nữa có tới cái đoạn đường thẳng thì mình sẽ test, xem là nó chạy được như thế nào nha anh em. Rồi, get go. Xe Nissan này nó chạy thì cảm giác nó khá là ngầu luôn á. Phải nói là cái con xe này á, nó thích hợp cho đi phượt, đi địa hình đồi núi rồi các bạn, vừa dốc đồ các kiểu á, đường trường thì khỏi nói rồi, còn cái dốc thì chạy ok luôn á. Sự mạnh mẽ nó đây cho các bạn xem này, nó đang chạy cái vận tốc cũng khá nhanh, 50 km/h. Rồi bánh mâm nữa này, bánh mâm nó nhìn ngầu phải không. What hell? Trời ơi. Tài xế này xong rồi, xong phim rồi. Ghi lại. Cái xe này nó có cái độ trường đó các bạn, khi mà các bạn dừng đèn xanh đèn đỏ, các bạn phải về số 0 nha. Về số N chứ không là nó có trớn này, mình đang để số lui này, các bạn nhìn này. Nó đang lui xe này. Còn các bạn mà để số N này, nó sẽ dừng lại. Đó. Thì hình như là lên rồi, đèn xanh lên. Ủa, đèn đỏ hả? Đèn đỏ nữa rồi. Đó, xe nó có trớn, nó đi từ từ các bạn thấy không. Cho nên là đối với những xe thường thường là những chiếc xe này khi để chờ đèn xanh đỏ thì các bạn phải hãm thắng tay lại. Phải hãm thắng tay lại chứ không mà nó chạy không ai chịu nổi đâu. Rồi, mình mới mở thắng tay ra các bạn. Lên đi anh ơi. Đèn xanh đèn đỏ miết, có đoạn con xíu nãy là đèn xanh đỏ miết luôn. Ủa, cảm giác mà ngồi trên chiếc xe này các bạn đã gì đâu á,
mặc dù nó chỉ là mô phỏng thôi, nhưng mà cái góc nhìn đó các anh em khi mà trải nghiệm, nó ngồi lên cái này nhìn vào cái hướng trước này thì cảm giác nó rất là khác nha, rất là khác so với các bạn em lái chiếc xe khách nha. Đó, và nó cực kỳ khác luôn á. Và chúng ta sẽ để coi sẽ đi đâu đây. Xe mình đang đi hướng về Sài Gòn, đúng ý đồ rồi nha anh em. Anh em xem video đừng quên là để lại một like, một share và đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Mình sẽ cố gắng mod thật là nhiều và làm nhiều cái video về những cái trải nghiệm những chiếc xe, những dòng xe mà đang hot nhất hiện nay. Đây là góc ở trên cái đầu xe các bạn. Đây là góc ở ngoài. Lên. Đúng rồi, vượt lên. Thì đây là cái trải nghiệm ở ngoài này, mình sẽ lái ở ngoài cho các bạn xem này. Nó cũng cảm giác nó khó lái, nhưng mà phải đôi lúc phải thay đổi xíu cho anh em có những cái nhìn nó ok hơn. Trời ơi. Trời ơi. Lên. Trời ơi. Mình lấn làng quá các bạn, mình hơi bị lấn làng nha. Cái xe này khi mà chạy lên cái địa hình mà gọi là dòng dốc á, nó giật nó tăng lên. Và khi mà các bạn cài cái phản hồi lực á, phản hồi lực trên cái vô lăng á, thì các bạn thì cảm nhận rõ rệt luôn là cái vô lăng các bạn nó dùng nó giật lát. Rất là đã luôn. Xe chúng ta đang tới trạm thu phí các bạn. Trạm thu phí Đức Long nha. Trạm thu phí Đức Long. Rồi mình sẽ vào trong chỗ có cái biểu tượng màu xanh này các bạn. Anh em nhớ nha, mình phải vào cái biểu tượng màu xanh này, mình không đi cái làng kia được. Cái này làng này giống như là cái làng Vector vậy đó. Chúng ta phải vào này để quẹt thẻ đâu các kiểu chứ không là không đi được. Thì vào trong làng này là mình phải hãm lại đó. Rồi giờ tới lượt mình. $24,857 các bạn. Một số tiền rất là lẻ và rất là rẻ. Mà nó vừa rẻ mà nó vừa lẻ nữa. Lẻ là nó có những số lẻ phía sau, mình không hiểu sao 25.000 cũng làm 25.000, là 24.000 mấy trăm chi, mấy chục đồng nữa chứ. Hệ thống thì lúc sáng mình mới xem một cái tin tức về cái dòng xe trong 2 năm tới các bạn. Thì hiện tại bên Mỹ đang có một cái chiếc xe gọi là đang vừa mới trình làng một chiếc xe, đó là nó chạy năng lượng mặt trời. Nó chạy 600 cây số. Phải không ta? Nói chung là khi mà nó nạp đầy pin ấy thì nó chạy được 600 mấy cây hay gì á. Và ban ngày thì các bạn khỏi nói rồi, còn tối về thì nói chung là mình đậu xe ở bên ngoài ấy, thì nó sẽ tự sạc đó. Cho nên là cái xe đó là nếu mà tương lai 1-2 năm nữa thì bên thị trường nước ngoài nó có, thì Việt Nam mình mà có nữa, thì những cái dòng xe mà chạy bằng xăng, chạy bằng diesel nữa các bạn, gọi là nó sẽ vô viện bảo tàng hết. Tại vì một khi mà đã xài năng lượng mặt trời rồi thì mọi người sẽ hướng vào nó để thứ nhất là để bảo vệ môi trường này, thứ hai nữa là để tiết kiệm các bạn. Mặc dù cái giá ban đầu nó có thể nó mắc, nhưng mà nếu mà tính ra thì nó sẽ có lợi rất là nhiều á. Rồi đây là cái đường trường này, bây giờ mình sẽ chạy nha, mình sẽ chạy vô làng phía trong này đây đó, trải nghiệm maximum luôn các bạn. Đánh xin nhanh đi phải mà chạy bên trái mà là chui bên phải, thấy ghê chưa. Xe đang chạy với vận tốc là 99 km/h nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem ở bên ngoài này đó, nó cũng nhanh cực kỳ đúng không. Góc này nhìn thì đã luôn á đó. Xe này mình cho chạy phía trong này nha, cái làn của xe máy này. Mình nghĩ cái là không có xe máy cho nên là mình đi luôn.
Trời ơi, cảm giác rất là đã luôn các bạn. Mình đang chạy với 130 km trên giờ đó. Vận tốc này cũng khá là nhanh rồi. Lên 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 lên. Lên đoạn này hơi bị gắt rồi. Trên này nó có hai làn đường ô tô thôi, nó không có làn đường xe máy. Nó chỉ có vỉa hè đó các bạn, vô thành phố là có vỉa hè để người đi bộ thôi, đi bộ đi xe đạp thôi. Đắk Lắk, hướng phía trước là Đắk Lắk, vẹo bên trái mình là đi về hướng Phú Yên các bạn, theo hướng dẫn là đi về Phú Yên. Thì hy vọng thời gian tới thì nó sẽ mở thêm nhiều cái tuyến đường nữa để cho anh em sẽ có những cái trải nghiệm. Mình sẽ đi qua bên tay phải này. Lên đó, ra đoạn này là nó có cái làn đường này, mình theo mình chạy nè các bạn xem nha. Vận tốc 80 nha. Trời ơi, 100 khá là phê nha anh em, phê nha. Xe này nói chung là được được, đường trường là nó chạy quá là ok luôn rồi. Lên nào, 121 km trên giờ các bạn, 125, 130, được được, mình sẽ chậm, mình sẽ đạp thêm một xíu nữa nha. 135 đó, nó đang 140 vải đạn luôn. Được được được, cái đoạn đường thẳng thì mình test dễ hơn. 150 nha, trời ơi, rồi tới chỗ này góc cua rồi, ủa ai dám chạy nữa. Giờ mình đang còn chạy có 120 độ, đường này nó chạy cho chạy 70 các bạn, nhưng mà mình đang chạy lên 120 rồi. Thì mình sẽ cố gắng sưu tầm nhiều cái xe lạ lạ để mình trải nghiệm cho anh em xem nha. Anh em nào chưa nhấn like thì nhấn like video giúp mình nha anh em. Và đừng quên là để lại bình luận nha, comment dưới phần bình luận nha. Và song song đó thì mình sẽ làm thêm nhiều cái skin của các hãng xe khách Việt Nam mình. Thì anh em nào muốn làm xe gì thì anh em cứ comment dưới tên nhà xe, mình sẽ làm nha. Lên đó, đường trống rồi chạy thôi. Xe hiện tại đang chạy mới có 80 anh em ơi, 80 à. Đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Ok man, đúng rồi, đoạn đường này nó có những cái đoạn cong này anh em, cho nên nói thì mình phải hãm lại nha, đó phải hãm lại. Mình đang đi vượt bên tay phải là mình đi sai luật rồi đó, nhưng mà mình đang trải nghiệm cái cung đường trong cái game cho nên là thôi xí xóa nha anh em, xí xóa nha. Mấy xe phía trước là nó chạy chậm quá. Phía trước này là nó có một cái đoạn ngược chiều này, giống như là chính giữa các bạn nhìn, chính giữa nó có một cái tảng đá lớn này, đây chính giữa nó có một cái tảng đá lớn cái gì này đó, tảng đá lớn hay là cục cát gì này đó, nó chia ra tảng đá lớn, cho nên là nó không thể nào làm một cái đường thẳng đi được và không đủ để làm hai làn đường các bạn thấy không, cho nên là nó làm để cho cái xe đi hai bên đó khá là ok. Dạo này video nó tụt view, nó tụt view nhiều quá anh em, cho nên mình cũng bị tụt mood luôn rồi, tụt cảm xúc luôn rồi, cho nên là mình lười làm video các bạn. Cho nên là một khi mà mình đã ra video thì hy vọng anh em sẽ xem ủng hộ nha. Phí nữa à, nãy cái dòng vô giờ mình dòng ra, không biết dòng ra là có trả tiền không nữa.
rồi lại trả tiền các bạn, phải trả tiền luôn nha. Đó, để té đồng thu quẹt quẹt như thế này. Hai mươi bốn ngàn tám trăm năm mươi bảy ngàn năm mươi bảy đồng chứ cũng là số tiền đó bạn, rất lẻ, rất lẻ, nó lẻ. Ở đây nó có một cái công trình gì này. Đắk Lắk, địa phận Đắk Lắk, chúng ta đang ở địa phận Đắk Lắk nha anh em. Thì mình sẽ lái đến cái bến xe Đắk Lắk. Bến xe Đắk Lắk là mình sẽ cho nó vào đó để mình kiếm gì mình ăn uống nha. Đây là một cái đoạn ở ngoài, gọi là ngoài rìa của tỉnh Đắk Lắk, cho nên là nhìn cây cối khá là nhiều luôn. Mình sẽ chạy nhanh cái đoạn này nha. Chạy trên trăm thôi, không nhiều, phải ban ngày mà. Ban đêm nào nửa đêm nào chạy mới đã. Bên bên trong này chứ mình không dám vượt bên ngoài các bạn, vượt bên ngoài mấy xe đó, giờ mấy chỗ vạch này là vượt bên ngoài được này, nhưng mà để coi chỗ nào an toàn thì mình mới vượt nha. Bảy mấy trên này, xe cảnh sát này, xe cảnh sát phía trước này. Lên luôn, lên luôn. Cố gắng mod thêm nhiều cái map mới nữa ngoài cái map ở Việt Nam này cho anh em có những cái trải nghiệm khác lạ nha. Xe này nói chung là lái rất là ok luôn á, cảm giác ngồi nó thích hơn nhiều cái xe khách, tại vì cái góc mà mình nhìn mình lái á. Xong phim, trời ơi, hai anh kèm kẹp em quá. Với lại bạn ơi, màu tím nó làm phản lại cái độ mạnh mẽ của nó. Tại sao mình không sơn màu khác, mình lại sơn màu tím nhỉ? Trời ơi, đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Ok man, khi mà tung vô các bạn nhìn nó ngảo người luôn, quéo lại. Ok
cái đường này sao nó có một làn đường các bạn nhìn quải hò vậy. Ơ à, coi nè, trời ơi có gì đó sai sai rồi. À, có gì đó sai sai đúng không? Thì à, ở đây là cái đoạn nào đó mình có lên đi cái đường đó không ta? Chúng ta sẽ quay trở lại con đường nữa nha, mình sẽ trải nghiệm con đường xem như thế nào nha. Thấy cái con đường đó nó đi vào trong đó mình xem thử trong đó nó có cái gì nha. Tại vì thường là cái map các bạn nó sẽ có những cái ranh nó chặn này mình đi, nhưng mà cái chỗ này nó không chặn thì mình sẽ đi trong đó thì nó có cái gì nha. À, trong đây là thị trấn Ehleu các bạn. Ok, mình sẽ vào thị trấn Ehleu nha. Rồi mình sẽ vào trong này thứ là mình, trong này nó có cái gì. Hy vọng rằng cái map này chúng ta vào thì nó sẽ nó sẽ chào đón mình nha. Còn vào trong cái map mà tới một lát nữa mình đi không được là bạn hiểu rồi đó. Đây thị trấn Ehleu các bạn ơi, sẽ vào một cái khu vực gọi là có nghĩa là vẫn đi được nhưng mà cái Google Map nó đang hướng mình ra quay ra nó không được vô. Thì không biết trong này nó có xe không, không biết trong này nó có xe đi không. Wow, trong này nó có quạt gió nha các bạn, trong này nó có quạt gió nha. Đây đây đây, mấy quạt gió này mình sẽ đi, mình sẽ đi tới những cái quạt gió. Wow, tới đây nó chặn mất tiêu rồi. Anh Phạm Tạch anh chặn rồi các bạn ơi. Cánh đồng điện gió này, đây đây tôi cho anh em xem. A à, a à, đây này, đây này. Cánh đồng điện gió này, từ 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 từ. A à, vẫn đi được nha. What, được luôn hả? Đúng cái đường luôn, đúng cái sở thích mình luôn. Mình đang đi vào cái con đường gọi là con đường đất các bạn. Về lại số, về lại số. Gì ba, trời mưa nữa chứ. Đây đây, mình sẽ vào điện cái chỗ ra điện gió cho anh em xem này. Trời ơi, lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên mình có cái trải nghiệm là mình đi vô đúng cái chỗ này luôn các bạn ơi. Từ 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 nha. Xuống này nhẹ nha anh. Đây đang là cái đoạn mà dốc nha. Cho đây là hãm phanh lại các bạn ơi. Mình phải canh cái phanh lại. Nhưng mà đây đây, ở đây nó có một cái công ty về quạt điện gió các bạn ơi. Đây cũng là một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời luôn á. Đây đây các bạn nhìn này. Thì trong này nó có rất là nhiều những cái ống nha. Đây những ống điện gió này, cánh quạt, các bạn thấy cánh quạt nó to không? Trời ơi vãi cuồng. Ơ trong này có nước. Ôi nước lầy, nước lầy, nước lầy. Xe này là xe địa hình mà sợ gì. Trời ơi coi này. Đây 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 đây, từ từ nha. Để tôi lên tôi trải nghiệm cho anh em xem này. Đây, để anh em nhìn này. Wow, thì chỗ này là một cái chân, các anh thợ đang làm cái chân của trụ các bạn. Thì đây sẽ là một cái quạt gió nữa nè, điện gió này.
Wow, nhìn xịn sò luôn. Đây là mấy cái ống mà họ lồng ghép với nhau. Thì cái con đường này nó dẫn đi đâu ta? À, nói chung là nó chạy vòng vòng trong đây thôi các bạn. Rồi chơi luôn. Mình di vòng xuống cái này luôn nha. Ở trong đây có nước luôn kìa. Ơi, một cái trải nghiệm thôi là nó là tuyệt vời luôn. Đi vô trong cái tại cái công trường điện gió luôn các bạn. Đây 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 đây. Đó. Đây coi như là một cái chuyến mà gọi là chuyến đi thực tế. Chuyến đi thực tế vô cái công trường điện gió này đó. Thì ở đây các bạn nhìn thấy họ đổ này. Đây đây đây. Họ đổ cái bê tông này. À, hai anh thợ đang gắn gắn cái gì đó. Thì cái chân móng nhìn rất là ok nha. Được được, nói chung là được ghé vào thăm cái chỗ công trường này cũng khá là lạ các bạn, lần đầu tiên luôn nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình của mình vào để nhìn nước đó. Trời ơi. Rồi. Mình sẽ tiếp tục cái con đường của mình nha, mình đi nha. À, để tôi coi thử ở đây có gì nữa không. Em thấy không? Cái xe này, xe địa hình này đi đúng bài luôn á. Không biết là nó làm gì. Rồi, cái này xe này xe hàng thôi, xe mình không có đi qua thì mình đi chỗ này thôi đó. Rồi, tiếp tục nha anh em. Trải nghiệm khá là ok, khá là tuyệt vời luôn nha. Đây, tôi sẽ làm một cái tấm. Chúng ta tiếp tục nha. Cho cái đoạn này nó hơi có nước, đang trời mưa nữa. Rồi, nước xối xả luôn, nước xối xả luôn. Hello, bye bye mấy anh nha. Rồi, lâu lâu em vô em thăm cái điện gió đồ nhìn rất là đẹp luôn. Đó, nhìn trời ơi. Tuyệt vời luôn em ơi. Anh em xem video đừng quên là để lại một like nha anh em. Một like, một share và đăng ký kênh đồ các kiểu cho mình có thêm nhiều động lực nha. Đúng là mình rẽ vô cái con đường này nó không sai chút nào. Thì hy vọng sắp tới thì nó sẽ mở rộng cái con đường bên kia. Con đường bên đi phải này mình sẽ đi ra, mình sẽ đi nha. Mình sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn nha. Rồi, đi. Lớn quá anh em ơi. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào rẽ theo cái hướng của mình nha. Mình sẽ đi bên tay trái để chúng ta tiếp tục cái hành trình tiến vào Sài Gòn. Mưa, các bạn nhìn thấy mưa nước nó bắn lên cái đầu xe. Ra đây thì mình thấy nó sáng hẳn lên á. Phía trong kia giống như là mưa cái hơi đất nó lên là sao, bụi rồi nó cho nó nhìn nó mờ mịt.
còn ngoài này đường phố thì mình nhìn thấy nó trong hơn, với lại cái tầm nhìn mình nó gần á. Mình sẽ đi tới cái bến xe mình dừng lại nha anh em. Mình sẽ kiếm bến xe Đắk Lắk mình dừng lại nha. Vào đó mình ăn uống, mình cho xe nó bảo trì bảo dưỡng rồi các kiểu đã. Tại vì mình chạy nãy giờ thì xe nó cũng khá là dơ. Gấp quá đi mọi người. Rồi hát mưa đó, để cho nó quạt một xíu nữa, nó quạt một xíu nữa khô khô rồi mình tắt cái quạt đây nha. Em ơi em đâu rồi, làm sao anh quên làng tóc rồi. Em ơi em đâu rồi, kỷ niệm xưa ngày ta có đôi. Anh em nào mà thích mình cover nhạc khi mà lái xe thì anh em cứ comment nha, mình sẽ cover nhạc rồi mình lái xe cho anh em xem, và anh em sẽ thưởng thức những bản hạt mà bản nhạc gọi là hot nhất hiện nay, nhưng mà với một cái phong cách đó là hát chay cho nó không có bị bản quyền anh em ơi, nhạc bản quyền là tùm lum hết trơn. Với lại khi lái xe này thì không có còn cái tập trung để mà gọi là cover theo nhạc nữa, ngẫu hứng thì lúc nào thì hát lúc đó thôi. Sao em không nhìn về tương lai? Ô, từ 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 từ. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biển xa, ngay cả khi em vui hay buồn anh không? Quên lời nữa rồi, lại quên lời, đang hát lại quên lời, tôi ghét nhất là vậy đó. Cho nên mình thường thường mình cũng rất là thích hát, thích cover, nhưng có cái là tôi phải đọc chữ các bạn ơi, tôi phải đọc chữ nha. Chứ còn mà thuộc lời thì mình lại hát nửa chừng cái mình lại quên lời mất. Để tôi hát cái bài nào nó à, mình sẽ cover cái bài, mình sẽ cover cái bài 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 gì ta, bình minh ơi gì đó, bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Trời vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dành nhau cánh sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh nhìn lại, chàng yêu đã khóc, đang đau vì ai? Khóc vì đau vì gì mình đã sai? Ok không? Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác sống vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian riu riu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng giờ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Ồ nãy giờ mình hát là như mình đi qua cái chỗ bến xe rồi. Mình đang đi qua cái bộ cái thị xã thị trấn gì Buôn Hồ nữa bạn.
Ok, tập trung lái nha. Xe chúng ta vẫn còn xăng cho nên là mình sẽ kiếm cái chỗ nào đó để mình dừng lại bến xe chẳng hạn. Hy vọng phía trước mình sẽ có bến xe nha. Mình nhớ là có bến xe phía trước mà. Lên. Rồi, hình như là trên đây có bến xe nè các bạn. Tăng tốc lên anh Tài ơi, tăng tốc lên. Lâu lâu thì hát lại mấy mấy cái bài hát mà mình yêu thích đó, cảm thấy rất là đã các bạn. Mặc dù không có nhạc nào này kia nhưng mà thích thì nghêu ngao thôi, mình nghêu ngao thôi. Wow, vui luôn, trời ơi vui lọt luôn em, trời vãi cái chưởng luôn. Ok, chui qua luôn nha, mình mới chui qua cái rãnh, gọi là cái rãnh chút xíu xíu à. Get go, get go. Để mình coi có cái chỗ cái bến xe là cái chỗ nào, trạm dừng chân nào mình cho nó dừng lại nha anh em. Đèn xanh rồi mấy anh ơi, lên. Mong nội em đứng mình lề đường kia, em tám tùm lum tám tè le, em đứng cứ top 2 top 3 em đứng. Chỗ đoạn này là không có gì hết các bạn ơi. Xe này nó bị ngáo sao ta, đang chạy nó đứng lại làm gì trời ơi. Cái thằng nó thiệt tình chứ. Rồi, mình đi lên đây mình nghĩ là sẽ có cái chỗ dừng chân trên đây các bạn, cho nên là mình sẽ đi lên trên đây nha. Đi vào làng trong. Ở phía mà ngoài thị trấn đồ là nó để cho mình cái làng phía trong. Và những cái đoạn nào mà không có con lương á thì bên này nó sẽ có cái làng đường. Thì chúng ta có thể vượt bên phía trong nha. Xí xóa cho qua luôn nha. Mình nghĩ là xe mình nó sắp vào một cái khu vực Bùng Binh. Nếu mà vào Bùng Binh thì mình nghĩ là sắp vào thành phố rồi. Sắp có thành phố rồi cho nên là chúng ta sẽ được dừng chân lại nha. Tăng tốc lên, 90 rồi. Vượt phía trong này cho an toàn anh em ơi. Coi như làn đường phía trong đi. Trời ơi, chỗ này nó có chỉ có một cái cầu nhỏ thôi, cây cầu chứ không phải là cái con lươn bùng binh gì hết. Ai, trạm thu phí Quang Đức các bạn. Ồ, chỗ này có trạm thu phí ta. Rồi qua trạm thu phí mình chỉ dừng lại nha. Mình chỉ dừng lại cho xe nó vào nha. Nó vào nó nghỉ ngủ nghỉ rồi mình đi vệ sinh đồ các kiểu đã. Ngồi nãy giờ bí quá anh em ơi. Anh em xem video đừng quên là để lại mình một like, một share và đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Có ý kiến đóng góp nào hoặc là anh em muốn làm skin gì thì anh em cứ comment nha. 24857, đó là số tiền quý khách sẽ trả khi mà qua cái trạm này. Và hầu như là quý khách qua cái trạm nào quý khách cũng phải trả bao nhiêu tiền đó, không khác một đồng. Bên đây nó có bãi đất trống ta. Ok, thì mình sẽ cho nó vô bãi đất trống này nha. Trạm dừng vô chỗ này anh em ơi. Trong đây rất phù hợp để trời ơi, trong cái đất rộng quá trời luôn này. Rồi, dừng tại đây nha. Đây này anh em. Xe chúng ta nó dừng phía trong này. Ủa, cái số N nó bị tuột anh em ơi. Đó, tuy đã khóa, mình vừa mới khóa cái thang tay các bạn. Để coi vào khóa thang tay nó như nào. Thang tay nó vẫn không ho có không có gì, nhưng mà mình đã khóa rồi cho nên xe nó không có chạy nữa các bạn nhìn thấy này. Đó, còn mình mở khóa này, nó lùi thấy chưa? Ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các bạn đừng quên là nhấn like video, share video và là các kiểu. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm cái chuông nữa để theo dõi những video tiếp theo. Và mình sẽ
cố gắng làm thật nhiều những cái video hấp dẫn để gửi đến anh em. Bye bye mọi người nha.